Cái này cái nu bồ câu nha bạn. Cái này cái cơm sát gốc là 40 mấy á, nó cắn rễ nè. Còn như chỗ này là khoảng 30 ba mấy nè. Nuôi lắm mấy bạn, cái này nuôi. Cái thân nó lượng. Cái này lấy mắt tiền về nè bạn ơi, nhìn cái thân nó mới đẹp. Thân móc bắt cành qua đây lên đây. Có thể đục bỏ cành này, lấy cái chốt cành này thôi bạn. Lấy cái chốt cành đục bỏ cái này, tại mình lấy mặt tiền này nè. Đục bỏ này luôn. Mình lấy lại cái chốt cành nó cân xứng với mấy cái cành này. Chứ bây giờ nó bị mất cân đối. Lấy mặt tiền này, thân nó lượng đẹp bạn, chìm lên ngọn nó bóp vô ngọn nó cũng đẹp luôn. Cây này mình giảm giá nè, cây này cây cũ nữa bạn, giảm giá. Tại hôm nay không có cây, có một cây một à. Mình lấy cây cũ rồi mình giảm giá cho có clip nha bạn. Nhu bồ công. Dòng này dòng nuôi mặt khỉ mà mốt nó lan hộ như nút áo luôn. Quá cái nuôi. Cái khúc này là chìm dưới đất nè bạn, chưa có nuôi. Khúc này chìm dưới đất nè. Nó chìm sâu dưới đất nè, bạn thấy cái lớp da nó cũng khác, cái màu da nó cũng khác nè. Đất nó bị chôn tới đây nha bạn, xuống cái này mới tới cái đế. Cái cây khai thác mà nhìn mới khai thác về vàng nhận biết liền. Nó có hai ngấn y như mình đi ngoài nắng vậy đó, chỗ trắng chỗ đen nha. Chỗ này tiếp xúc với ánh sáng mặt trời á, còn chỗ này không tiếp xúc nè, nó màu thẩm thẩm của màu đất. Giống như mình đi nắng về á, khúc trắng khúc đen trên cái tay mình vậy đó. Nó có cái chả nó cũng dễ phân biệt. Ngủ công nha bạn. Cây này nếu mà để lắc nhìn cũng đẹp lắm nha. Cảm giác thì bị ngang nó hơi dẹp tí xíu thôi, nhưng mình tại do nu ra. Nhưng mà nhìn nó đẹp, tổng thể nhìn cái cây nó đẹp, không có duyên. Nhìn nó hơi dẹp cây nè, nhưng mà nhìn nu nè. Đó, mình lấy mặt tiền bên đây mốt. Mặt tiền bên đây là mốt đẹp rồi. Bên đây thì nó mua lưng không được. Bên đây bạn. Nu công nha bạn, là hai clip. Giảm mấy xị nữa, có anh em nào đang ráng rồi mua có được không? Không được thì chắc mình đem ra mình trồng lại. Giờ trạng này cũng hết cây rồi. Cái đầu này cây công nghiệp có chứ cây lớn cũng hết. Nhu công nha bạn, phơm cây này đẹp.